Ok. Tập thầy mới điện giật hả? Em thấy cái đầu bà là giống như là bị điện giật 80 lần rồi đó. Quá trời rồi, cái nhà này quá trời rồi. Bà có phải thầy không vậy? Trời ơi, tôi mới nói chuyện với Dông xong đó. Ở đây rồi sao không cúng? Tự nhiên cái tôi vô đó kêu tôi ngày mai nói gia chủ cúng cho nó cái hột quẹt hè. Ai biết, ngày mai cúng cho người ta đi. Quá trời mệt rồi. Hả? Có phải thầy không vậy? Thì bà giống như là diễn viên đằng siết kia, cái lô tô gì kia cục vậy? Yên tâm đi, vợ của thằng bạn, cháu của ông chú, của bà chị họ, của ông tổ trưởng tổ dân phố mình không nói là thôi tin đi chứ lỡ kêu rồi. Lòng vòng. Lỡ tin không? Mấy người mời tôi về đây mà mấy người nói lỡ tin hả? Dẹp chui mặt về, không làm nữa. Thôi thầy, đừng giận. Trời ơi, đừng giận mà, A Băng nửa tiền rồi không mấy làm. Trời ơi, đâu có phải nên mời tôi về đây giỡn đâu. Bây giờ về đi. Tôi là đưa hai cái pháp bảo cho hai vợ chồng rồi. Bây giờ tôi chỉ ở đâu là đánh thẳng vô là cái hồn ma nó tiêu tan liền. Rồi chỉ vô đâu là đánh vô đó hả? Đánh mạnh lên nha. Mạnh luôn. Ai nhỏ nó mới chồng mấy chồng không. Bà nói mà chỉ vô đâu đánh vô đó, mà chỉ vô đây tôi đánh vô đây. Cha với mẹ, con lại cha với mẹ. Con đang chỉ con ma tự nhiên nó mất tiêu cái con suy nghĩ là nó đâu. Trời ơi, nói làm hên này bằng nhựa chứ cái này mà bằng sắt là nãy giờ lũng đầu rồi. Ừ, là lũng đầu là hai vợ chồng mày ở tù đó. Tôi lại đây tao cúng mà sao kỳ vậy? Ai biết thôi. Bây giờ từ từ để tôi lại đây tôi kiếm nè. Chồng tôi về má buông ra. Tôi tính thêm tiền ơn nha. Thầy bà mà đi sợ gián vậy? Trời ơi, vô duyên. Thầy bà không sợ ma thôi chứ gián có gì đâu mà không sợ. Cười quá. À trời. Ma đâu mà ma? Là má nè. Má. Ơi, má không phải là má tôi nha. Má của tôi đi chùa rồi, má của tôi ngày mai mới về. Ở đâu giờ lại xuất hiện? Bà là yêu quái phương nào? Giả dạng là má tôi đúng không? Yêu quái phương nào? Hãy coi không phải như vậy. Cái gì vậy? Tức quá, để tôi mở cái đèn. Thấy chưa? Cái gì? Đi má. Phải má không? Má tôi, bớt ra vẻ. Má tôi. Má tôi. Chị là má đó. Chị má đó, xin lỗi chị cái kìa. Mày điên hả? Mày bị điên hả? Má mày sao mày nhìn không ra rồi mày la lên. Mày cũng nói quỷ với ma rồi làm tao nhảy muốn chết à. Điên là bà điên á, bà là thầy bà mới nhìn rõ. Tôi chứ tắt đèn tối thui sao tôi thấy. Quay đây. Trời ơi tôi bị khùng quá vậy. Tôi đi dán có chút xíu hà. Sáng đi tối về rồi mà nó quậy cái nhà tôi tan nát rồi nè. Tự nhiên kêu thầy bà đây chi vậy hả? Quậy cái gì? Trời ơi trời, nó muốn tôi 6 triệu ngữ đó. Lại đây trừ quỷ trừ ma cho trong nhà bà nè. Bà em nói bà chị biết nghe. Nhà bà chị quỷ không? Quỷ là đây đây nè. Trời đất ơi, nhà tôi ở hồi nào giờ có gì đâu. Nghĩ sao mà bỏ 6-7 triệu bạc tôi mua trời tuyệt tình luôn. Mấy đứa này sao mà nó ngu dữ vậy? Thấy cái gì cái nhà này không có gì mà tụi bay phải mướn thầy bà mấy triệu bạc vậy chứ hả? Thôi, tôi mệt gia đình mấy người quá. Về à. Ê, cái túi của tôi. Ai mà kỳ cục quá tự nhiên bỏ cái túi lên tay tôi à? Trời. Ê. Ủa? Tiếng chuông điện thoại của em mà. Đúng rồi, tiếng chuông điện thoại của em đó. Ờ. Ủa sao tiếng chuông điện thoại của em trong người bà thầy reo vậy? Bà thầy, qua đây chuyện chơi. Cái gì vậy? Con cho tôi về hả? Điện thoại reo kìa, móc điện thoại ra nghe đi. Là mà ai mà điện kỳ cục quá trời à. Ê, điện thoại của tôi nè. Để hình này thay chồng tôi luôn nè, đẹp không? Không, cái chỗ này kỳ vậy? Thôi mệt, vợ chồng mấy người quá, tôi đi về đó. Ê! Hai cái đèn này hồ cá của tôi đó. Cái đèn hồ cá? Ừ. Ừ, em thấy rồi, em thấy rồi, nó muốn đứng mốt ở gia đình bà lu vu quá. Ai? Đi đâu mà dội mà vàng vậy? Ê bà thầy, tôi chưa thấy bà thầy nào ăn cắp giặt vậy luôn á. Bất ngờ quá bà già.
Rảnh không anh thầy? Rảnh gì? Lên công an phường với tôi chứ ăn cắp giặt rồi đi về vậy đâu có được. Thôi nói đến gia đình này đừng có làm buồn chính mình. Ừ đó, đó, thấy chưa, thấy chưa. Mai nha, điện thoại mà không reo kiểu là mất rồi nghe. Nghĩ sao con nhà mình ở hồi nào giờ có cái gì đó mà con kêu thầy bà tới hả? Trời ơi má, má, má không biết á, tại vì tối qua vợ con. Vợ con má. Sao? Đúng rồi đó má, má ở đâu? Rồi? Trong nhà mình nè. Xong thấy sợ quá nói con nghe, xong mà con không biết cách nào cho nên con mới kêu thầy bà tới á. Nhát ma vợ thấy con. Ma chỗ khúc khúc nào, chỗ nào? Thì thấy ma ngồi đây nè má, trời bông trắng dọc qua dọc lại nghe đáng sợ lắm. Trời ơi má đó chứ ma nào. Tao ngủ không được. Tao mới xẹt ra xẹt vô. Tao đi uống nước xong rồi tao đi vệ sinh. Là má chứ ai. Không, nhưng mà cái con ma nó mặc cái cánh nhách rồi má. Đúng ơi. Trời ơi, cái da mặt tôi khô, tôi đắp mặt nạ cô ơi là cô. Trời đất ơi má, mày nghĩ sao mà ma. Mày làm như tao ba vậy. Tao đi ra đi vô, đi bình thường mà. Sao con thấy nó thanh thoát, nó lướt lướt không má ơi. Trời đất ơi, vậy đó rồi đi kêu thầy bà tới đây trừ khử đó hả. Quá trời quá đất, tụi con ơi còn trẻ mà sao mê tín dị đoan dữ vậy trời. Trời ơi cũng hên nghe là tôi bị bể xô đi chùa. Cho nên tôi về sớm mới phát hiện kịp nghe. Tôi mà về trễ là điện thoại mất nè. Rồi cái nhà này nghe tan qua không còn một cái miếng gì hết trơn rồi. Bắt đầu từ giờ phút này cấm mê tín dị đoan nghe chưa. Má ở đâu? Không phải má. Là má. Ông thấy tôi nhảy được không? Chưa. À, nhảy được, còn tôi phải kỳ quá bà. Ê, công nhận nghe, ông cứng như đá vậy. Còn tôi thấy tôi còn dẻo vô xíu. Con nói với má với chú rồi là phải tập thường xuyên thì lúc mà quay video mới lên xu hướng được. À, giờ tập lại nha. Bắt đầu nha. Thôi, bà coi kìa. Già rồi á mà còn đú đa đú đợn với sắp nhỏ nữa. Gì vậy? Coi ra thể thống gì hết trơn á bà. Ủa tôi nói không sai mà. Trẻ không chơi già đổ đốn mà. Nè đó. Từ từ ở bình vậy, tĩnh. Lớn tuổi rồi, có cháu nội cháu ngoại rồi. Đừng có tích tóc tích tơ bắt chước mấy đứa nhỏ. Gì có giống ai không? Tưởng làm vậy là hay lắm hả? Nè. Không có hay mà hay hơn mấy người. Người ta già, nói già cũng là mình lớn tuổi thôi. Nhưng mà mình vui vẻ, mình yêu đời, mình nhảy nhót thì mình sẽ thấy tâm hồn mình như trẻ thơ. Chứ ai với trời ơi, cỡ tuổi tôi mà có già thế ớn luôn à. Trời ơi, rồi mà nói gì? Nói gì? Tôi nói đúng rồi sao bà nhảy dựng lên? Tôi không có nhảy dựng, mà tôi nhảy đầm, chứ tôi không có nhảy dựng. Sao? Bộ tụi tôi nói vậy hả? Sai hả? Nhìn lại đi. Sao? Lớn tuổi rồi nha. Ta tích tóc coi không có hệ thống gì hết trơn á. Không giống ai hết trơn á. Tôi nói cho bà nghe nha. Tôi ra công viên tôi nhảy nhót thì trẻ tôi có ảnh hưởng gia đình nhà bà không? Bà có dám làm như tôi ra đây mà đứng nhảy nhót không? Đúng bà rồi. Bà làm lại giống tôi cho nên bà ghét phải không? Trời ơi. Thôi bây giờ không có chuyện gì thì thôi bây giờ ha, hai chị đi giùm ha. Để tụi tôi tiếp tục cuộc vui. Đúng rồi đó mấy cô ơi. Cái này là vui vẻ mà chứ không phải là tệ nạn gì đâu mấy cô lên án. Mấy cô nhảy được giống như là má con mấy cô tức hở. Thì tôi đâu có nói tệ nạn gì đâu. Tại vì tôi thấy lớn tuổi rồi mà đi ra đứng nhảy nhót thấy kỳ quá đi. Tôi có nói tệ nạn gì đâu. Mà bây giờ nè tôi nói bà có dám đứng ngoài đường mấy bà nhảy nhót kêu tôi không? Mà nhảy nhót tôi, ông thấy tôi nhảy nhót thì thấy tôi sao không? Trẻ trơn. Đúng. Yêu đời. Chứ sao? Vơi vơi. Chứ phải như ai kia. Ê nói nghe nè. Bây giờ mở nhạc. Vì sao tôi đẹp đi. Đó là mở lại. Rồi lặp lại nha. Bắt đầu. Mở nhạc. Đứng đó rồi coi tụi tôi mà học hỏi nghe. Nè biết sao có cái câu là gì? Chị biết. Chị biết. Con giống ai không? Điên á. Điên á. Nhảy cho nhiều đi. Điên thiệt á rồi tai biến luôn. Kệ đi. Gì tài vậy trời? Vậy đó. Lại sinh. Sao đó? Thôi điên quá. Tai biến luôn. Nhận lãng ghê. Bởi vậy thì bởi là tôi nói mấy bà con đàn bà con gái vậy, hai bà với vậy một con vịt là một cái chợ đó. Trời nhảy bực người ta là tức nói luôn. Mở tiếp con, mở tiếp nhảy nữa con. Mở tiếp, để nhảy tiếp mình con. Kiếm cái bài nào mà nó sôi lại ông dạy cho nó vô. Má thích nhạc sung. Tại sao lại xin xin điên à.
con một hồi cho má thành má múa sao má thành Ấn Độ má. Má không nhà giống con vậy trơn, cái này là 90, 60, 90 nè má. Má con biết rồi. Má ơi. Nhưng mà má cái gì cái gì cái gì? Cú giùm bà Sen với. Bà Sen sao? Bà Sen sao? Tự nhiên má xỉu á. Bà xỉu đi 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 đi. Đi liền ra con sao? Bà. Trời ơi. Trời ơi, coi sao vậy? Nè? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy cô? Trời ơi. Đây 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 tránh ra tránh ra. Bà đi qua bên kia. Cái gì? Đi qua bên kia. Rồi xe ra đi. Để tôi ngồi tôi bóp tay bà. Mà những người mà lớn tuổi như thế này đó, đó họ bị xỉu như vậy là do cái gì? Là do máu không lên não. Mình bu lại như vậy là họ ngợp, họ khó thở lắm. Bây giờ sẵn đây nè, tôi chỉ luôn nè nha. Trường hợp những người mà lớn tuổi bị xỉu này là trước khi chúng ta tới là chúng ta sẽ bấm lỗ tai nè. Đó. Hai cái da đã bấm cho mạnh vô. Nha, đó, bấm nhiều. Ừ, đó xong rồi chúng ta bấm nhân trung. Đó, thấy chưa? Bấm cho mạnh vô. Còn tai này đã làm mình nó má xa đầu. Đó, để chi? Để mà cho máu nó lưu thông được. Nó quay trở lại. Bên thường đó có thấy chưa đó vậy từ từ là sẽ tỉnh ngay thôi chứ không có cái gì hết. Tôi thấy ông làm quá trời bà có tỉnh đâu. Sao giờ này bà chưa có cấp cứu không má? Không biết nữa, đi coi sao đây nè. Coi sao từ từ con, từ từ đi Sen ơi. Đó mở mắt rồi đi Sen ơi. Tỉnh rồi anh vô rồi. Tỉnh chưa khỏe chưa bà Sen ơi, biết tôi là ai không vậy? Biết không? Bà Phụng. Bà Phụng hả? Ai đây? Người bên đây nhớ tôi đừng quên nha. Không Vũ. Trời ơi, biết thôi, mừng quá rồi, thôi rồi, khỏe rồi. Khỏe, vậy là tôi mừng rồi đó. Ủa nè, sao ông biết cách mà sơ cứu vậy nè? Trời hay ơi, vậy? Thì tôi học cái này trên TikTok á. Ủa vậy hả? Chứ sao? Thiệt là TikTok hay lắm nha. Con thấy ở trên đó có rất là nhiều kênh mà bác sĩ lên trên đó nha. Rồi chia sẻ cách mà sơ cứu khi mà có người gặp nạn luôn á. Đúng rồi. Chứ không phải là tụi con chỉ có nhảy múa không đâu. TikTok cũng có nhiều loại mà khi mình mở ra mình thấy cái nào hay vui thì mình coi, mình học hỏi, còn không hay thì mình lướt bỏ qua thôi. Nó chỉ là giải trí thôi mà. Đó, đây tôi cũng học cái này từ trên TikTok á. Vậy hả? Mừng quá à chị. May là có anh chị á, chứ không thôi tôi không biết làm sao á. Thôi không sao hết trơn, trời ơi. Tôi đội ơn anh chị nhiều lắm, cảm ơn anh chị đó. Có gì đâu, khỏe là mừng rồi, không sao hết. Đừng có nghĩ cái chuyện cũ nữa. Hàng xóm với nhau, hãy có vấn đề gì mình giúp lẫn nhau. Đúng rồi, bởi ta nói là tối lửa tắt đèn có nhau là đúng vậy rồi. Đó. Nè, tôi nói cho mấy chị biết như thế này nha. Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Tốt hay xấu á là do lòng người.